theo tuyển thứ 5 này. Cái này có cái bóng đẹp đẹp quá. Các bạn xem thì chú ý thêm chân bệ nhé. Chân bệ con này đế nó cũng khá là đẹp đấy. Đế 24 giờ. Cây mịn lắm. Con này vanh 14 các bạn ạ. 14 nhá. Thoát thân cái điểm này. Nên đây chia thành 2. Thoát thân 4. Tổng cao đây. Tổng cao là 23. Tính cái chót này. Để cái cốt cốt này rơi vào khoảng 28. Thì cái cách để các bạn đặt hàng như sau. Khi các bạn xem được video đến đoạn này thì các bạn cho dừng lại video, sau đấy các bạn chụp màn hình, các bạn đánh dấu vào tôi, gửi vào Zalo rồi 0971286303.